Em xin chào anh Đức ở xã Tân Lợi, Tịnh Biên, An Giang. Có đặt em C25. Hôm trước anh đặt màu hồng phấn mà em chưa có hàng, em chỉ có màu đỏ và màu đen. Hôm nay em về đúng màu của anh và em sẽ làm clip test âm thanh cho anh luôn nha. Vì clip sử dụng thì anh đã tham khảo em rất là lâu rồi. Em đã gửi clip cho anh sử dụng cho anh đầy đủ hết rồi. Giờ clip này chỉ diện là test âm thanh cho anh nha. Đây là mic của anh. Và em test cho anh bài Lại Nhớ Người Yêu 2. Bài này nhạc thì của Giao Tiên, còn soạn lời thì em soạn luôn nha. Test ca khúc Lại Nhớ Người Yêu 2 cho anh Đức ở Tăng Lợi, Tịnh Biên, An Giang. Bass này rất là chuẩn nên em chỉnh âm lượng có 80 thôi nha, vẫn ok rồi, vẫn lớn lắm rồi. Ngày xưa em nói yêu suốt bao ngày em còn nhớ, ngày nào mình còn bên nhau nhìn chẳng hai đứa nguyên cầu, tuy cách xa xuống đời có nhau, ngờ đâu em đã thay đổi lòng, em bước vui cười bên tình mới. Hồi dâng tình đời mong manh, hay vì anh quá cơ hàng, tan vỡ bao giấc mộng ngày xanh. Bao năm đường quê chung lối đi về, bờ đê mai sắp vai kề, ước thề ta mãi bên nhau. Nhưng sao chỉ còn lại bên nơi đây bóng người biển biệt sơn quê, con đường quê giờ chỉ mình anh. Người ơi xin chúc em suốt đời im ấm không rời bên tình mới. Chuyện tình mình dù thương đau, mình anh ôm lấy nỗi sầu, chôn vùi theo xuống đáy hồ sâu. Một lần nữa em cảm ơn anh Đức ở Tăng Lợi, Tịnh Biên, An Giang rất nhiều nha, đã ủng hộ em C25 và sẵn sàng đợi hàng của em. Đợi của em khoảng cả tuần nay rồi mới có màu đúng của anh. Cảm ơn anh rất nhiều đã tin tưởng và ủng hộ bên Khương. Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều.